Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Thêm lại một ngày mới, siêu nhân đến trạm của bạn Phương Cá Tra nha cả nhà mình ha. Thì hôm nay siêu nhân đến đây là test cà rê và bạc bô cho các bé mà bạn Phương mới vừa cứu về cả nhà mình ha. Cái bầy chó mà chị Cúc hỗ trợ 25 triệu để cho bạn Phương cứu tổng cộng là 34 con đó. Thì trong đó là có 24 con chó và 10 con mèo. Thì theo mình được biết á, là đã chết hết một bé chó rồi cả nhà ha. Còn hôm nay siêu nhân đến đây á, là theo yêu cầu giống như là kiểu chị Phùng Thị Thu Cúc kêu siêu nhân xuống test bọc bô và cà rê cho các bé. Thì siêu nhân đã mua 40 bộ cà rê, 40 bộ bọc bô xuống test cho các bé nha cả nhà mình ha. 10 bé mèo á, thì tại chị Cúc chị nói không rõ, trong đó có 10 bé mèo nữa mà đều không có nói, mình tưởng đâu là chó không, nên năm ra mình mua 34 con, mua mỗi thứ 40 bộ là mình tính giờ dư rồi. Nhưng mà xuống tới đây là Phương báo là trong đó có 10 bé mèo. Thì bây giờ là mình không có mua cái 10 cái bộ mà test mèo của nhà ha. Thì mình mua cà rê, test cà rê với bọc bô cho chó thôi. Thì bây giờ là cái vụ mèo thì tính sau nữa. Bây giờ mời cả nhà mình vô, mình sẽ quay toàn cảnh trạm của bạn Phương cho cả nhà mình xem cái ha. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình test bọc bô và cà rê cho các bé nha. Xin mời cả nhà. Rồi ở đây thì mặt trước máy ấm của bạn Phương nha cả nhà mình nha. Thì bây giờ mình sẽ vô mình quay toàn cảnh các bé xong hết rồi, bắt đầu là mình với bạn Phương, vợ chồng bạn Phương sẽ test cà rê giọt bô cho các bé mới cứu về cả nhà mình ha. Đó, cái này là các bé nằm bên trong nhà nha. Đây là những các bé này là bé cũ cả nhà mình ha. Thì bạn Phương cho mình biết là vừa chó vừa mèo trạm của bạn, chó lớn chó nhỏ và mèo lớn mèo nhỏ luôn, hết là tổng cộng là lên gần 80 bé rồi cả nhà mình ha. Còn ở đây là chó con. Đó, bên đó là mấy con chó mới về á, chó con mới về. Chó con mới về đây hả? Dạ đúng rồi. Rồi nhiều dữ vậy hả? Con. 10 con chó nhỏ hả? Đúng rồi. 10 con chó nhỏ, 14 con chó lớn hả? 14 con chó lớn, 10 con này. Có bên đây có con bà nữa nè. Bà này mới về, bà này lắc quá. Nó đang gào bên luôn. Bên đây đây là cái bầy mà chị Cúc hỗ trợ 25 triệu để cứu tổng cộng 34 bé, trong đây là có 10 bé chó nhỏ này cả nhà mình. Có con bé ốm quá trời ốm. Thì cái này là chó con mới cứu về, còn cái này là chó con của trạm Bằng Phương đẻ ra đúng không? Đúng rồi. Trời ơi nó đẻ ra kìa. Có mình con này cho bú huyết, con này nó teo luôn á. Hỗ trợ cho uống sữa viên nữa đó. Đây là bạn Phương này nha cả nhà mình ha. Chào cả nhà. Thì bây giờ là anh hôm nay anh xuống giống như là yêu cầu giữa em với chị Cúc nói chuyện ha. Thì chị Cúc cũng kêu anh là xuống đây hỗ trợ phụ với em để test cà rê bọc bô cho các bé đó. Thì giờ hai anh em mình cùng bắt tay vào việc ha. Test. Thì vô đây quay toàn cảnh cho cả nhà mình xem các bé cái đã, rồi bắt đầu là mình test cho con nhà quá trời rồi. Nằm bay láng hết. Những bé ở ngoài này, những bé đi ở ngoài là những bé cũ ha cả nhà mình nha. Này mới hả? Ba con, hai con bu đồ là này luôn hả? Mới luôn hả? Đó, mấy con này là mới hết á. Dưới đây còn con nằm nè. Là mới luôn. Còn trong chuồng bên kia. Bên kia đó, cũng mới luôn. Mới luôn hả? Là tổng cộng là 10 bé lớn hả? 4 con mới. Với con bốn này. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, rồi còn cái nhỏ kia nữa là 12. 14 bé gì? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ để quay các bé cũ cho cả nhà mình xem hết toàn cảnh cái đi rồi mình ra mình cho uống. Trời ơi. Thôi. Trời đây nha. Tùm lum hết rồi.
hết. Có mấy con mới về nó mới bơi đó. Còn mấy con này nó ở đây nó quen rồi, nó không có bơi. Nó không bơi đi, nó chỉ bơi qua đây nó tắm thôi. Nó tắm xong nó lên. Rồi, vô ra ngoài cho uống thuốc cái đi. Ý test cái đi. Nghe không nào? Qua trời. Rồi bây giờ thì cái này là mình mua xuống tổng cộng là 80 bộ nha cả nhà ha. Cái này là 10, một hộp như vậy là 10 bộ. À, 10, cái này là bạc bô nha cả nhà mình ha. Còn này là cà rê cũng là một hộp cũng là 10 bộ luôn. Đó, 47.000 một bộ nha cả nhà mình. Thì bây giờ là mình chỉ bỏ công rồi mình test thôi. À, có một cái là như giờ bây giờ vậy ha, đề ba vô test có nghĩa là bây giờ là các bé ở đây em chưa có tên tuổi gì hết đúng không? Thì bây giờ là một bộ này và một bộ này là dùng giống như nè, lấy bên đây một cái là nhìn cho một bé nè, một cái bật cà rê, cái bật bô, thì bây giờ là mình phải ghi tên. Thí dụ giờ bé này bé số 1 thì bộ này cũng phải là bộ số 1 để mình coi bé nào bị, chứ mình nói chung là mình làm bằng tìm cái cách nào mà để cho mình đừng có bị nhầm lẫn đó, đúng không? Đừng bị nhầm lẫn đó. Thì thí dụ bây giờ là làm sao mà em đặt bé này bé số 1 thì phải làm dấu một cái để ngồi cái bộ này mình cũng ghi tên số 1 ra là biết có bé này có bị có dính hay không, chứ giờ làm sao mà mình biết bé nào bộ nào ha. Giờ vậy ha, anh em bắt tay vào việc ha. Giờ bắt đầu là tuy nhiên là ghi cái danh sách của bé ra mà dạng ghi đặc điểm đó, xong rồi đồng thời là đại khái như bộ nào ra bộ đó thôi, lộn bé nào ra bé đó đó. Gì nữa đây? Giỏi con ngoan nha. Thử bệnh con nghe không? Giỏi. À, bác sĩ chỉ mình là lấy khóe mắt là chuẩn nhất cơ nha cả nhà mình, kể cả hơn trong mũi nha. Nói về cà rê á, trong mũi không bằng, trong mũi là mình phải lấy ấy mũi ra trước rồi nó mới như là nó tiếp xúc được cái con virus bệnh á. Nói chung cái này cái nhà mình ha, bé nào mà một vạch á là cơ hội các bé rất là cao, còn hai vạch là thua nha cái nhà mình ha. Hai vạch là dính cà rê á, thì dính cà rê rồi á, dù bé có hết đi chăng nữa thì cũng có di chứng để lại. Nhưng mà 10 bé là chết hết 9 bé nếu mà cà rê. Ngon lành nha cả nhà ha, một vạch một duy nhất nha, cả nhà mình thấy rõ không? Một vạch, có như là bé này là không cà rê nè, giờ tới bạc bô nha. Ha cả nhà ha, thấy không? Cả nhà thấy rõ không? Một vạch đậm đỏ đỏ đậm mà nè. Rồi, một em cà rê không có. Vậy là một bé có hy vọng rồi cả nhà ha. Bạc bô đây. Rồi. Cụp đuôi vô luôn hả con? Lông nhiều quá không thấy đít đâu hết. Trời ơi. Rồi. Ghi tên chưa? Rồi. 47 cho 50 đi, 47 cho 50 đi. Có nghĩa là một bé 47.000 một bộ vậy. Một bé cà rê 47 cho 50 đi chứ giờ nó dễ cộng. Hai cái là một bé mất hơn 100.000 tiền test đó nha mình. Vừa bạc bô vừa cà rê. Nó hơi lâu thời gian ha cả nhà ha, có nghĩa là mình sẽ quay cho cả nhà mình xem vài bé ha, chứ còn mình mà quay hết rồi cả nhà mình chắc quay cho cả nhà mình xem hết thì nó lâu dữ lắm nè cả nhà ha. Cái bộ này hồi nãy là rất là lâu rồi, giờ bây giờ một vạch vẫn là một vạch nha, nè cả nhà thấy không, một vạch vẫn là một vạch, nó có là nó lên liền à. An toàn
an toàn nha cả nhà mình ha. Rồi rồi. Đây cho cả nhà xem cho kỹ. Bọc bô cũng không nè cả nhà ha, an toàn một vạch một. Rồi, mới có một bé mà 9 phút rồi mình làm hết cho cả nhà mình xem hết nổi không nổi luôn. Này chính là một vạch nha cả nhà ha. Cà rê cũng một vạch luôn nha nè. Đó. Rồi tiếp. Bây giờ tiếp con chó con cho cả nhà xem cái đi. Bài chó con á, cho cả nhà xem một cái đi để anh chị biết không, là mình nghi cái bài chó con nó dính quá à. Rồi để thôi, cái video nó dài quá, cái nào cũng làm hết thì nó dài dữ lắm. Chó con mình nghi giật dính quá cả nhà mình, bài chó con. Nè, cái bộ mới khui ra mình khui ra thì nó như vậy hết cả nhà ha. Cả nhà thấy rõ không? Khui ra thì nó như vậy thôi. Khi mà mình test nó mới lên một vạch. Lắm. Bên đây cái nữa con. Cho nó nhiều lên không? Cho nó đậm đặc vô luôn không? Ừ. Cách ly nếu nó dính cách ly 14 ngày nha. Uống nước dừa tươi với phèn, đừng phèn nha không? Cách ly 14 ngày nha không? Không có tiếp xúc với ai nha không? Ừ, biết rồi. Thật ra bầy chó con này á, mình nó sống nguyên một bầy mà mình test trong vòng chừng cỡ 3 con không bị là không bị hết. Còn mà hãy mà ba con nó bị rồi là bà là hầu như là dính hết, tại vì nó lây nhiễm mà không qua không khí mà nó nhốt chung chuồng mà chừng ba con thôi là đã biết hết chứ đừng có nói hết mỗi con, mỗi chẳng qua là mình kỹ thôi chứ còn thật ra nó ở chung nguyên một bầy nguyên một chuồng, ba con là mình hiểu liền dính là dính hết, không là không hết. Những em đi bà quậy cái này bà. Cái này mình đoán nguy cơ cao lắm nha cả nhà mình nha, cầu xin cho bé đừng có bị gì hết nha cả nhà ha. Không là mốt mua thuốc về sử dụng nha, về sử dụng cho tụi bay hết về chút chiếu nữa con yên tâm. Hồi hộp quá cả nhà mình, bài cho con mình thấy nó yếu quá, mình nghi lắm, sợ đừng ruột á, đừng ruột là nó nhiều hơn. Cái con này tháng mấy là sử dụng rồi, không có dùng rồi bị đừng ruột liền. Hồi hộp quá đi. Bọt này xuống lâu quá. Có nghĩa là mình quay cho cả nhà mình xem vài bé cả nhà ha, rồi bắt đầu là mà ở đây hai anh em vẫn tiếp tục làm như vậy thôi. Chứ còn cả nhà mình mà xem bé nào cả nhà mình cũng xem hết rồi, chắc cái video này có mấy tiếng. Một vạch đã xuất hiện. Làm gì không? An toàn rồi. An toàn rồi cả nhà ơi. Cái này mình khả nghi mình cho kỹ chút xíu mình cho thấm qua hết luôn. Cả nhà thấy không, một vạch đỏ đậm rồi nè. Rồi một vạch một. Mừng quá rồi. Một vạch rồi cả nhà ơi. Một thứ yên toàn an toàn ha. Cái đây là an toàn cho tới bạc vô nha. Thôi có đau có gì đâu mà. Thôi. Nó im vậy đi. Rồi lụm. Lựa cho con này yếu á, lựa cho con nào nguy cơ cho mình dễ. An toàn rồi cả nhà mình ơi, bạc vô cà rê an toàn hết. Đợi xíu nữa. Ok
kỹ lắm ở nha cả nhà mình ha. Mình nãy mình cũng chọt vô cả nhà mình cũng thấy là rất là vô, rất là sâu, lại dính phân, dính phân đàng hoàng mình mới lấy ra mình cân nha, chứ không phải mình làm ở ngoài đâu. An toàn. Cà rê bạc vô giờ an toàn hết nha cả nhà mình. An toàn. Trời ơi bé. Cả nhà coi nè. Nhưng mà dẫu sao mà bây giờ mình test hai bệnh này mà nếu mà bé không không có lên á, nó một vạch thôi á, hai bệnh này không dưỡng á, là cơ hội sống của bé bé vẫn có nha cả nhà mình nha. Sổ dung. Ừ, tại vì bé xin dưỡng thôi, sổ dung sổ sáng rồi thôi. Cái tàu này sổ tốt lắm. Sổ chút xíu là nó ra liền luôn. Tốt hơn uống thuốc. Uống thuốc còn ngày hai ngày chứ cái này nửa tiếng đồng hồ sau đi liền. Là ra là dung nó chết luôn. Còn mấy khi sổ ra dung còn sống. Tại vì cái dịch này mình lấy cho nhiều nhiều chút xíu cho nó phát hiện, đưa vô phát hiện cho nó lẹ. Rồi. Test mang chó con mà mình cứu ngoài đất phát đem về, vừa để vô chạy én lên hai vạch liền, đậm đen luôn. Hai con kỳ đúng rồi. Lên liền luôn, đậm đen luôn, khiếp thiệt. Tốn cho mớ tiền nữa bắt đầu chết. Chết luôn. Chết, không gì nổi. Cà rê bật rô còn có hội sống với cà rê là thua. Trước khi chết mình phải tốn mớ tiền. Đâu có thể nào mình thấy vậy mình không cứu đâu. Cứu đã đời, cuối cùng mình cũng phải chết thôi. Bạc bô còn có hy vọng, cà rê thua. Mà con kia, cái con kia giờ là bỏ bên kia là đang theo dõi đó. Ký sinh trùng máu nè, rồi gan thận tỵ nè, si nè, rồi áp xe vú, rồi tử cung là nguy cơ luôn, nguy cơ cắt bỏ tử cung, tại nội sâu lên nó ba lỗ, ba cái khoang trong đó. Rồi nhân dịp cái clip này thì vừa test các bé thì mình cũng vừa tâm sự với cả nhà mình ha. Thì theo như anh Phương nói ở đây là cái bầy mà mới cứu về là tổng cộng là 34 bé. 24 bé chó, 10 bé mèo. Chó thì có lớn có nhỏ luôn, kể cả bé này luôn ha cả nhà mình ha. Tổng số tiền mà cứu bé được là đem về là 21.500.000. Là được chị Phùng Thị Thu Cúc hỗ trợ qua cho mình 25 triệu để cứu các bé đúng không? Rồi đó là chị Phùng Thị Thu Cúc hỗ trợ để cho Phương cứu các bé nha cả nhà ha. Còn về bữa hổm trước á là Phương á, nói chung là bữa hổm Nguyệt Quế á, bạn Nguyệt Quế ở Mỹ á có hỗ trợ cho Phương hai lần, mỗi một lần á là 2.260.000. Một lần á là 2.3 triệu. Thì là Phương có quay clip gửi lại cho mình hết, nhưng mà mình quá bận quá nhiều việc luôn á. Thì đâm ra mình không có đăng lên cộng đồng, thì nhân dịp lúc này thì em cũng có thể là cảm ơn bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế ha. Thì hôm nay có sẵn anh Siêu Nhân lên phụ với Phương hỗ trợ test bệnh cho chó mấy bé mới về nè. Thì qua đây Phương cũng xin cảm ơn bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế đã hỗ trợ cho Phương hai lần tiền qua kênh của anh Siêu Nhân. Thì Phương cũng xin cảm ơn bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế rất nhiều. Dạ, cũng xin cảm ơn Siêu Nhân cũng nhiều lắm á. Rồi hôm nay á thì mình đang làm việc, giờ mình nói ha, rồi một chút xíu nữa là mình sẽ trao lại. Thì hôm nay á là có chị Lê Hồ và chị Nancy Hồ ha, hỗ trợ cho hai em là 5 triệu phụ cho hai em là chăm lo cho các bé, nuôi các bé ha. Còn cái những cái bộ test cà rê hộp thuốc này á là được của chị Phùng Thị Thu Cúc mua. Nói chung là những cái bộ test này là của chị Phùng Thị Thu Cúc. Còn chị Lê Hồ và chị Nancy Hồ là hỗ trợ cho hai chồng em 5 triệu để phụ em chăm sóc cho các bé ha. Chút xíu nữa anh đưa, tại giờ tay chân đang làm vậy. An toàn cả nhà mình ơi. Đây. Nói chung là cà rê là bé an toàn đó. Thì mình nói cả nhà mình vậy ha, chẳng qua test thì test hết cho cả nhà mình yên lòng thôi, chứ còn thật sự ra chó con mà nó ở chung một bầy, bệnh này thì đã bệnh lây qua không khí. Thì bây giờ ở chung một nhà, chung một bầy vậy, mình test chừng 3 con thôi mà không dính là không dính hết. Còn hãy mà đã dính một con là mình bảo đảm cả nhà mình dính hết. Đây, coi như là con bé này là bé thứ hai không bị hết cả nhà ha. Bây giờ tới bạc vô.
Thì làm này chẳng qua là cho cả nhà mình yên lòng là như là bé nào cũng được test hết, được thử hết cho nó yên tâm thôi, chứ còn thật ra chỉ cần là trong một bầy không cần biết bao nhiêu con mà chỉ làm chừng 2 con 3 con là biết là không không bị rồi. Lì vậy, không la luôn hả? Tao làm nhẹ nhàng, anh kia nãy anh mắc cỡ thôi. Mẹ lấy chai nước muối luôn nha mẹ, chai nước muối nhỏ mắt của nó nè. Rồi, sổ viết gì đấy thì làm đi. Còn đây là đợi cho nó lên. Ghi ra, ghi tên chưa? Rồi, rồi. Cái bộ này thì mình mua là 47.000 một bộ nha cả nhà mình nha. TKR bạc bô cũng vậy hết, còn mèo thì nó đúng ra mèo hôm qua chị Cúc nói không có rõ cả nhà mình, thì đâm ra mình tưởng đâu là chó không chứ không có mèo. Ai ngờ xuống tới đây là bạn Phương nói là 24 con chó, 10 con mèo là thành 34 bé mới cứu sao đó. Đâm ra siêu nhân không có mua đồ test mèo. Nhưng mà mình có hỏi kỹ bác sĩ thì cái nói chung là cái bộ mèo thì nó mắc hơn bộ chó. Bộ mèo á mình test cho chó thì được, còn bộ chó test qua mèo thì không được nha cả nhà nha. Mèo test qua chó được nhưng mà chó test qua mèo không được. Đâm ra là bây giờ là mà những bé mèo thì chưa có đồ test ha cả nhà ha. Thì mình cũng nói với cả nhà mình rồi, nếu mà bây giờ là muốn chẳng qua là mình không có biết là có mèo, mình không có mua đồ mèo thôi, bây giờ lỡ rồi 10 con mèo đúng không? Em chỉ cần bắt một con, em lựa con nào yếu 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 trong 10 con mèo đó, nó ở chung mà. Em bắt một con thôi, em ra thú y em test một con thôi là em biết hết là 10 con mèo đó là có bị hay không. Hãy một con bị là anh bảo đảm trong bầy nó bị. Rồi lên hai bạch. Rồi bây giờ là bắt buộc phải test hết rồi. Bạc bô ghi vô, ghi tên bạc bô. Nhớ chưa? Nhớ. Đưa vô màn hình cho cả nhà xem. Bé này bệnh rồi nha cả nhà mình ha. Dính bạc bô, không dính cà rê, dính bạc bô. Nên đây mình quay cho cả nhà mình xem. Nè lên nè cả nhà mình. Cả nhà mình thấy không? Lên bạc bô nè. Mà không có bị cà rê ha. Nhưng mà như vậy cái bệnh này còn dễ chữa hơn bệnh cà rê nha cả nhà mình nha. Có nghĩa là bé này vẫn có cơ hội rất là nhiều. Trừ khi nào mà cái bộ này là bộ cà rê là bé này mới mất cơ hội. Còn bệnh này thì vẫn còn cơ hội, nhưng mà cơ hội bé này cũng không cao. Rồi bây giờ nếu vậy thì test hết mấy con nữa. Cả nhà mình thấy không, bạc bô á hồi nãy giờ mình test hai bé cho con đúng không nhà mình, thì bây giờ là một bé thì là không bị gì hết. Một bé thứ hai á, là mình test là lên, có nghĩa là cà rê là nó lây lan qua không khí đó thì là không có bị. Bây giờ ha mình bắt thêm một con nữa, cho con nữa mình test nữa, thì mình nói với cả nhà nha, cà rê là chắc chắn là không lên, theo như mình nghĩ mình đoán là như vậy. Nhưng mà không biết như thế nào ha, nhưng mà mình vẫn tự tin là nếu mà các bé nó ở chung một bầy khá lâu rồi á thì bây giờ cà rê là không có, là không có. Còn bạc bô lên nữa thì có thể là lên, tại vì bạc bô thì nó cái sự lây lan nó ít hơn cà rê. Bây giờ thêm bé cho con nữa nha cả nhà ha. Ghi tên rồi hết rồi nha cả nhà nha, ghi chưa, ghi rõ ràng chưa? Cái còn người ta không kỹ, người ta trọt sơn cái thôi ướt hết cái cây que luôn. Dạ còn nào thấy không, cả nhà mình thấy không, cà rê là an toàn rồi nè, nó thấm tới dưới rồi. Nó an toàn là an toàn hết à nè. Không phải trang nhà bè tháng nào. Đấy, coi ok là cho mày vô cháu vào nhập cộng đồng liền. À, mày một là đưa mày đi cách ly, hai là đưa mày vô về cháu vào nhập cộng đồng nha. Chứ nó còn an toàn rồi đúng không? Nó lên dịch mờ cũng bị. Mờ là bị nhẹ xíu. An toàn. Lựa con nào yếu yếu nữa. An toàn. An toàn. Chúc mừng em đã tái hòa nhập cộng đồng. An toàn rồi cả nhà mình ha. Ba bé dính một bé ha, dính một bé bạc vô ba bé nè, bé này cũng an toàn nè, hai thứ đều an toàn hết. Cả nhà thấy rõ không, nó dính lại lên liền, lên đậm lắm.
tiếp tục. Nãy giờ mình ngưng hết 10 phút mười mấy phút làm việc giùm cho chị Cúc. Cái này chị Cúc hại em nè. Lột bấm đeo vào tay vô bấm nó cảm ứng nó không ăn rồi cái phải lột ra giờ đeo vô lại rách này chị Cúc đền đó nha. À. Nha, gán sống nha con. Gán sống tốt nha. Rồi, thôi. Phê. Bây giờ mình nói cái nhà ha. Đây là bầy chó lớn nha cả nhà mình nha. Đây là bầy chó lớn mà bé này bé bu đồ cái gì nè. Bé đang bị thương cái đầu, bây giờ sẵn đây rồi test cho bé xong rồi có thuốc đỏ hay là cái sát trùng không? Rửa cho nó luôn. Rồi. Nó bà xã lấy sẵn đi. Giờ cà phê trước nha. Lấy cái ra cái mình rửa vết thương cho bé luôn. Đây trước nha cả nhà ha. Cái này lỏng quá, nắm đây nè. Lỏng quá chừng ruột nó cắn á. Nước muối cũng được nữa. Nước muối cũng được nữa. Ừ. Nè, cái này nè. Có tiêu kìa. Rồi. Cà rê cho bé đây cả nhà mình ha. Cà rê bé không có là cả nhà mình ha. Một vạch một. Tới bạc bô. Sẽ đít lại. Go. Thôi không có giải nữa nè. Rồi, cái rê lại ăn lòng hết cả nhà mình ha. Đây, cái rê là cũng có rồi. Mình nói cái nhà mình đúng không? Một khi mà cái rê bị là hầu như là cả bầy. Mà trong chuồng mà đã nhốt chung mà ăn chung ngủ chung trong chuồng rồi mà bắt một hai con hai ba bé ra mà không bị là không bị hết. An toàn nha cả nhà mình ha. Rồi bé bu đồ này là cà rê bạc vô cũng an toàn hết. Cả hai. Cái rê bé an toàn cả nhà ha. Một vạch. An toàn. Con bé kia lên rõ luôn ha, để cái lên liền luôn. Kia để cắn yếu quá. Hấp tiêu quá yếu. Rồi an toàn. Một vạch nha cả nhà mình ha, an toàn. Cái tên luôn. Thì bé này là bé lớn luôn cả nhà mình ha. Tất cả những bé lớn rất là khó bắt. Tại mình chưa có quen á, thì bây giờ vậy ha cả nhà ha. Thì test nói chung là cũng tương đối cũng được phân nửa bé rồi quá. Thì mình sẽ để lại một số que cho em Hương ở đây, rồi bắt đầu là các bé một hai ngày nữa các bé nó quen rồi đó, rồi lúc đó mình test cũng được, chứ lại test từ từ cũng được. Hơn nữa thì bây giờ như vậy cả nhà mình ha, có nghĩa là lớn theo ở theo lớn, nhỏ ở theo nhỏ, mà lớn mình cũng có test rồi, nhỏ mình cũng có test rồi. Bầy nào cũng có test hết á, thì theo như mình biết á, là cà rê á, thì nó lây theo bầy luôn á, mà mình đã test một trong những số trong bầy mà không bị là không bị hết. Nhưng mà dẫu sao thì cả nhà mình cũng không yên lòng á, muốn test hết thì mình test hết. Rồi như vậy thì bây giờ là mình đã nói chung là bầy nhỏ cũng có test, bầy lớn cũng có test, và chia ra làm hai bầy đã đều test hết. Trong số bầy lớn là tuyệt đối không có cái bé nào bị hết, còn bầy nhỏ thì chỉ có một bé nhỏ bị dính bọc bô thôi cả nhà mình ha. Nhưng mà mình nói về cà rê thì cả nhà mình yên tâm rồi. Mình theo như mình biết á, là nó lây qua không khí, mà nó lây rất là lây, nói chung là một bé bị là bị cả bầy. Đâm ra mình nói với cả nhà mình lúc đầu ha, đã không bị là không bị hết. Thì bây giờ là anh xin để lại cho em hai bịch, hai bộ ha. Cái màu xanh là cà rê,
ha, cái màu đỏ là bạc vô nè, anh có ghi chữ carê ghi cho em nhớ đây, chữ C với chữ R carê ha. Rồi cái đó là để lại cho em Phương hai bộ để anh Phương test những bé lớn cả nhà mình ha. Mấy bé lớn rất là khó bắt luôn, hồi nãy giờ mình có lẽ là mình cắt những cái khúc phim mà các bé la chứ mình để luôn cả nhà mình sẽ đứt đầu và cả nhà mình sót, tại vì lạ mà mình bắt vô các bé không có chịu, các bé la dữ lắm. Rồi để lại cho em Phương dụ như là một hai ngày nữa là các bé quen rồi á, là test, với lại nếu mà có dư nữa thì để dành lại mai chiều mình cứu bé nào lạ bên ngoài rồi đem về test đó cả nhà ha. Còn ở đây là 5 triệu này là của chị Lê Hồ và Nancy Hồ giao lại cho vợ chồng em để phụ em chăm lo cho các bé. Em đếm đi, em đếm đúng 5 triệu không? Vậy đủ. Rồi thì nhân dịp clip này thì siêu nhân xin đại diện chủ kênh ha, cảm ơn chị Phùng Thị Thu Cúc và cảm ơn chị Lê Hồ và chị Nancy Hồ. Chị Phùng Thị Thu Cúc thì đã tài trợ là mua những bộ test cho các bé. Chị Lê Hồ và Nancy Hồ là gửi 5 triệu cho vợ chồng em Phương. Em xin chúc chị Cúc và chị Lê Hồ và chị Nancy Hồ và tất cả quý mạnh thường quân mình trong và ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe nha. Dạ, thì hôm nay thì em xin cảm ơn chị Phùng Thị Thu Cúc đã hỗ trợ cho em mấy cái bộ kích test này cho mấy bé. Và em cũng xin cảm ơn chị Nancy Hồ và chị Lê Hồ đã hỗ trợ cho em 5 triệu đồng để có thêm chi phí để mua gạo và thực phẩm cho các bé. Em xin cảm ơn rất nhiều và cũng cảm ơn anh siêu nhân rất nhiều. Vậy rồi cả nhà mình ha, siêu nhân đã hôm nay đã đến quay toàn cảnh các bé ở trạm Bạn Phương rồi, trên dưới là 80 bé. Thì 34 bé mà em Phương và chị Cúc mới cứu về thì đã không may thì chết hết một bé, còn lại là 33 bé thì nhờ là test hết rồi an toàn, chỉ có một bé nhỏ vướng bạc vô thôi. Sẵn thì có một bé là cũng chung bầy này luôn á, là bé đó đang cấp cứu ở bên Gách Giòn á, là bé đó là có nguy cơ là cắt cổ tử cung với lại bị ký sinh trùng máu. Và Phương cũng đang cho bé nằm bên thú y để theo dõi và điều trị á, thì có gì Phương sẽ xin cập nhật tình hình bé đó sau. Rồi vậy, rồi vậy siêu nhân xin khép clip lại nha cả nhà ha. Xin chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình.